Các bạn tưởng hiện tại game đang bị lắc hay là hiện tại chúng ta được kích hoạt bằng những liên tục, liên hồi? Tất cả không phải đâu anh em. Đây là một kỹ năng của môn phái tiêu dao thức tỉnh. Nồi chiều vãi cái nồi luôn, vãi nồi thiệt anh em, nhìn thấy cái chiêu lóc nè. 25 giây mà đánh cho chút xíu là cái hồi tiếp là lóc lên liên tục luôn. Kinh khủng, tất cả các chiêu của con tiêu dao này được hồi lại liên tục. Quá ghê gớm luôn, quá khủng khiếp, quá dữ dội. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem kỹ năng của môn phái tiêu dao thức tỉnh làm gì mà kinh khủng như vậy nha anh em. Tiêu dao có lên ngồi nữa hay không? Trong cái lần thức tỉnh này, tiêu dao sẽ được lựa chọn nhiều hay không nhé? Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Đây là hình tượng của môn phái tiêu dao. Và vừa mới sáng sớm là chúng ta được cập nhật cái phiên bản ở bên server Trung Quốc. Rất là may mắn khi mà server của cô đang chơi bên Trung Quốc nó được trải nghiệm môn phái tiêu dao thức tỉnh này. Rất là hên anh em. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng vào xem thử con tiêu dao thức tỉnh nó có cái gì khác với con tiêu dao hiện tại của chúng ta ở phiên bản Trung Quốc cũng như phiên bản Việt Nam nha. Ra một cái phiên bản mới hay là một cái phiên bản test gì đó có một chỉnh sửa để trải nghiệm môn phái thì bên Trung Quốc nó cho mình một cái lệnh bài rất là hay luôn anh em, để cho mình đổi môn phái này đổi môn phái nọ rất là khủng khiếp. Đây, bấm vô tiêu dao, đây là cái biểu tượng môn phái tiêu dao, bấm vô. Ngon nè, nó có hai hình luôn, này tiêu dao bình thường và cái này là tiêu dao thức tỉnh. Cái chữ tiêu dao này mà nó dịch ra là chữ sung sướng anh em, sung sướng, còn này sung sướng chị hồng. Này sung sướng người hoàng gió gì đó, này là gió, thấy không? Gió, gió dữ dội, cái kiểu con đà điểu. Rồi sau khi mà chúng ta chọn thì chúng ta cứ bấm lựa chọn thôi. Rồi đây là con tiêu dao thức tỉnh, vậy gọi vậy đi cho nó dễ ha. Thì tiêu dao thức tỉnh nó khác tiêu dao bình thường ở chỗ nào, như anh em có thể xem ở đầu video mình có show ra cho anh em, đó chính là con tiêu dao thức tỉnh này kỹ năng của nó. Thứ nhất đó chính là khi mà chúng ta chơi chiêu vào đối phương thì chúng ta sẽ có được một cái gọi là lốc xoáy thần thánh. Ghê không? Lốc xoáy thần thánh. Quá dữ dội. Lọc thêm cái nữa. Đây, lốc xoáy thần thánh. Đó. Cái nữa coi. Này, lốc xoáy thần thánh. Thấy không? Và thêm cái rất là hay, đó là đánh thường cái nó hồi chiều như cái máy luôn anh em. Vãi nồi thiệt, đúng khủng luôn á. Giờ mình chơi hết chiêu nè, chơi hết chiêu đúng không? Rồi ok, đánh thường. Cái này không phải là lắc nha anh em, tình trạng lắc anh em cũng biết rồi đúng không? Mình chơi chiêu là nó hồi lại chiêu hoài luôn, nó không lên đam. Rồi cái này cũng không phải băng nhận luôn anh em. Mà nghĩ cái này băng nhận là cũng hơi kỳ đúng không? Băng nhận bình thường ít ra cũng 30 giây hoặc là 20 giây cái kiểu, mà cái này đánh có vài giây thôi là hồi hết tất cả các chiêu luôn rồi. Đúng khủng luôn á. Khủng phải nồi luôn. Ghê gớm thiệt. Quá dữ luôn. Ghê không? Quá ghê gớm luôn. Quá khủng khiếp. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng xem kỹ năng của môn phái tiêu dao thức tỉnh nó có những kỹ năng như thế nào, có khác biệt với tiêu dao bình thường hay không. Và đây là kỹ năng của tiêu dao thức tỉnh với tiêu dao thường. Anh em có thể nhìn thấy ở bên trên là tiêu dao thức tỉnh, ở bên dưới tiêu dao thường. Đầu tiên là kỹ năng đánh thường. Cả hai bên đều gây ra 110% tấn công cơ bản và 198 sát thương hệ mộc. Kỹ năng tiếp theo, bạch hồng quán nhật, là chiêu lướt đó anh em. Chiêu lướt của tiêu dao thức tỉnh 10 giây gây ra 984% tấn công cơ bản cộng với 1771 sát thương hệ mộc, 50% tỷ lệ tàn phế trong 2.46 giây. Tiêu dao bình thường 12 giây lận, khác nhau ở thời gian hồi chiêu, tiêu dao thức tỉnh nó ngắn hơn.
Tiếp theo là Thức Thám Sa Bàn. Thức Thám Sa Bàn thì ở tiêu giao thức tỉnh nó 15 giây, tiêu giao bình thường 20 giây. Tiêu giao thức tỉnh gây ra 672% tấn công cơ bản và 1210 sát thương hạng mộc. Ở tiêu giao bình thường gây ra là 560% tấn công cơ bản và 1008 sát thương hạng mộc. Kỹ năng Thức Thám Sa Bàn ở tiêu giao thức tỉnh đâm to hơn. Chiêu kéo đấu chuyển tinh di, cả hai bên đều giống nhau, không có khác biệt gì cả. Chiêu bị động tiểu phô tướng công tăng cho nhân vật của chúng ta 75% tỷ lệ bạo kích cơ bản, 50 điểm tốc độ di chuyển, 30 điểm tốc đánh và 150 điểm tỷ lệ kháng choáng. Tiếp theo, Phong Nguyễn Tàng Vân, chiêu lóc đó anh em. Chiêu lóc thì tiêu giao thức tỉnh thì nó rộng hơn tí, 4m lận. Tiêu giao bình thường của chúng ta chỉ có 3.2m thôi. Thời gian hồi chiêu giống nhau và đam nó cũng y chang nhau luôn. Tiếp theo là kỹ năng Tam Nguyên Quy Nhất. Kỹ năng này có sự khác biệt rõ rệt của tiêu giao thường và tiêu giao thức tỉnh. Ở con tiêu giao thức tỉnh thì anh em chú ý nè. Khi mà chúng ta tấn công kỹ năng vào đối phương, chúng ta sẽ được tăng 7% tấn công cơ bản cho cái chiêu đánh thường của chúng ta, chứ không phải là cho nhân vật của chúng ta. Cái con thức tỉnh là như vậy. Rồi cái này chúng ta bắt buộc là phải chia chiêu vào đối phương, nó mới có thể là tích được một điểm của Tam Nguyên Quy Nhất. Và một điểm Tam Nguyên Quy Nhất này tăng 7% tấn công cơ bản cho chiêu đánh thường. Và mỗi khi mà chúng ta đánh thường, chúng ta sẽ rút ngắn thời gian của các chiêu chủ động của mình 4 giây. Cái đó là theo mình dịch với lại mình trải nghiệm được. Còn ở con tiêu giao thường, cứ mỗi 1 giây, miễn sao anh em ra ngoài khu an toàn, mỗi 1 giây nó sẽ hồi cho chúng ta một điểm Tam Nguyên Quy Nhất, tương đương với 30% tấn công cơ bản của bản thân. Của bản thân nha anh em. Là nếu như mà anh em 15 điểm thì anh em sẽ có 450% tấn công cơ bản. 450% tấn công cơ bản của bản thân. Rồi nếu như mà chúng ta chơi một cái kỹ năng nào đó, kỹ năng chủ động nào đó, ví dụ chiêu kéo hay chiêu lướt, chiêu lóc, thức thám gục cái kiểu mà chúng đối phương á, thì cái Tam Nguyên Quy Nhất của chúng ta bắt đầu 4 giây nó sẽ mất đi. Trong 4 giây đó nếu như chúng ta không chơi chiêu hay là chơi chiêu gì đó mà nó kích hoạt lên thì mất 15 cái Tam Nguyên Quy Nhất. Anh em nào chơi tiêu giao sẽ biết đúng không? Còn cái thằng thức tỉnh thì sao? Thức tỉnh là chúng ta đánh chiêu vào đối phương thì chúng ta mới tăng Tam Nguyên Quy Nhất. Mà cái Tam Nguyên Quy Nhất của tiêu giao thức tỉnh nó chỉ tăng tấn công cơ bản cho chiêu đánh thường thôi. Anh em nhớ phân biệt rõ hai cái này. Và cái thằng Tam Nguyên Quy Nhất của tiêu giao thức tỉnh đánh thường sẽ rút ngắn thời gian của các chiêu chủ động. 4 chiêu chủ động: Thức Thám Sa Bàn, Đấu Chuyển Tinh Di, chiêu lướt là Bạch Thông Nguyễn Nhật và chiêu lóc Phong Nguyễn Tàng Vân. Kỹ năng tiến cấp thương pháp hỗ trợ đánh thường thì nó giống nhau. Lăng ba di bộ, cả hai con tiêu giao nó cũng y chang nhau, không có gì khác cả. Cứ cách 12 giây bỏ qua tấn công 1.46 giây. Chiêu 7x, tiêu giao ngự phong, giải trừ miễn dịch thuộc tính và hiệu quả bất lợi, tăng 200% né tránh cơ bản, 50% tỷ lệ bạo kích cơ bản và 50 di chuyển. Duy trì 3 giây, tối đa cộng dồn 5 tầng. Chiêu bị động duy ngã độc tôn, tăng vĩnh viễn 45% tấn công cơ bản, 85% sinh lực cơ bản, 45% kháng tất cả cơ bản, 20 điểm tốc đánh, 200 điểm tỷ lệ tàn phới và 200 điểm thời gian kháng choáng. Cả hai cái đều giống nhau. Kỹ năng tiếp theo đó chính là Bi Tô Thanh Phong. Đây là một kỹ năng khác nhau giữa thằng tiêu giao thức tỉnh với lại tiêu giao thường. Tiêu giao thức tỉnh, khi mà chúng ta sử dụng những kỹ năng lướt, Bạch Hồng Quán Nhật, kéo, đấu chuyển tinh di, lóc, Phong Nguyễn Tàng Vân, thì chúng ta sẽ có thể tạo ra một cơn lốc xung quanh người của chúng ta. Cứ 0.5 giây gây ra 71% tấn công cơ bản và 128 điểm sát thương hệ mộc, tăng 50% sát thương cuối, kéo dài cái lốc này trong vòng 5 giây và thời gian hồi chiêu 10 giây.
ở con tiêu giao thường, cái chiêu Bito Thanh Phong. Xung quanh mỗi tăng một kẻ địch, tự động tăng 120% kháng tất cả và 50% tấn công cơ bản, tối đa 3 lần. Ở cái điều khác nhau giữa hai kỹ năng của tiêu giao thức tỉnh với lại tiêu giao thường là vậy anh em. Rồi, ở bí kíp của tiêu giao thường và tiêu giao thức tỉnh, sau khi mà cua xem, cua kiểm tra thì nó không có thay đổi gì cả anh em. Bí kíp tới vẫn giữ nguyên y chang như vậy luôn, không thay đổi từ vị trí của tiêu giao thức tỉnh với lại vị trí tiêu giao thường, không có gì hết. Tóm lại, ở trong cái con tiêu giao thức tỉnh, nó khác với tiêu giao thường ở chỗ nào? Tiêu giao thức tỉnh khác tiêu giao thường ở cái chiêu tam nguyên nguyên nhất, là con tiêu giao thức tỉnh đánh thường sẽ được hồi lại kỹ năng, rút ngắn kỹ năng của chiêu lướt, của chiêu thức thám, của chiêu kéo và chiêu lóc, rút ngắn kỹ năng. Rồi thêm cái nữa, Bito Thanh Phong, khi mà chúng ta chơi chiêu lướt, chơi chiêu kéo, chơi chiêu lóc thì nó sẽ tạo ra một cơn lốc xung quanh người của chúng ta. Đó là tiêu giao thức tỉnh. Tiêu giao thức tỉnh thích hợp cho chúng ta gây ra khống chế liên hồi liên tục các kiểu con đà điểu. Đây cho anh em xem đây, lướt đó, thấy không, lướt là khả năng là tạo cái lốc, cái lốc này 5 giây, rồi 5 giây sau thì có khả năng là nó sẽ tạo ra được thêm cái lốc nữa, là 10 giây hồi chiều. Anh em, anh em thấy là mình đánh thường là nó sẽ không tăng cái chiều tạo nguyên bình nhất, thấy không, mình chơi chiêu thì mới tăng thôi. Là cái lốc nè, cái lốc chơi chiêu dính đối phương nè mới tăng lên nè, chơi chiêu đó. Ok chưa? Rồi rồi, chúng ta đánh thường thì nó rút ngắn cái thời gian hồi chiêu của các chiêu chủ động của chúng ta, ngon quá trời ngon luôn đó, khác nhau chỉ vậy thôi. Rồi lưu ý thêm lần nữa, đó là chúng ta muốn duy trì cái tam nguyên nguyên nhất này, chúng ta bắt buộc phải chơi chiêu chủ động liên tục. Chúng ta đánh thường nó chỉ có tác dụng là rút ngắn thời gian của 4 chiêu chủ động thôi. Đó, 4 chiêu chủ động. Chúng ta chơi chiêu mới duy trì cái tam nguyên nguyên nhất. Và tam nguyên nguyên nhất với thằng tiêu giao thức tỉnh chỉ tăng tấn công cơ bản cho chiêu đánh thường. Thử nha, và đánh thường vô con hệ thổ đàm sao cả năm, đúng không? mười k, anh em thấy không? Đó, khác biệt liền, khác biệt ngay luôn, ngay và luôn. Nhưng mà nó chỉ có tác dụng chiêu bình thường thôi anh em ơi, mấy cái chiêu chủ động đồ cái kiểu là nó không có được đâu nha. Đó, 11k nè. Rồi bây giờ mình kéo thử nè, kéo là chí mạng là 30 mấy k, đúng không? Kéo lại nè, 19k, đúng không? Kéo là 19k. Rồi bây giờ chúng ta không làm gì cả. Ok, chúng ta sẽ chạy ra ngoài, chúng ta kéo lại anh hệ thổ coi có đúng 19k hay không. Đó, y chang luôn, nó không thay đổi. Nó khác cái thằng tiêu giao thường là vậy. Rồi, đó là những gì mà cua muốn chia sẻ với anh em sau khi trải nghiệm con tiêu giao thức tỉnh. Thật sự là nếu như mà tiêu giao thức tỉnh này đi tâm ma mình không biết như thế nào, chứ mình thấy là nó combo liên tục sẽ gây ra rất là nhiều khó khăn cho đối phương. Phải nói là như vậy, nhưng mà phải đánh thường nha, mà cũng nguy hiểm lắm. Tại vì tiêu giao đa phần là sát thủ mà, sốc ta một combo là chết người, đúng không? Mà bây giờ là nó chơi theo cái dạng này mình không biết nó như thế nào, chắc chắn là sẽ giảm đam. Tại vì tam nguyên quy nhất này nó không còn tăng đam cho bản thân mình, mà nó chỉ tăng đam cho chiêu đánh thường của mình thôi, nên là khả năng sốc đam sẽ ít lại so với thằng tiêu giao thường. Nhưng mà chúng ta đợi xem tâm ma chúng ta trải nghiệm coi nó như thế nào nha. Và video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh MB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em.
Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.